Chú ý mình quay cho quý vị chú ý xem tham khảo xài đuôi Z ha, Mercury quý vị ha, rất là đẹp mà, đuôi Z ha. Đời năm 2018 như vậy ha, đời năm 2018 rất là đẹp, màu đỏ tươi. Anh chị em nào thích màu đỏ đây là những cái dòng cho quý vị chú ý xem tham khảo ha. Anh chị thích thì cứ nhắn tin cho mình ha, và mua bán kèm tay ha, gmail.com ha, Zalo và Viber ha. Zalo và Viber mình có ghi trong phần mô tả ha. À, rất là đẹp luôn. Đó, chiếc này đi tốc độ lắm nha vị ha. Đó, tùy theo cái sở thích, tùy theo cái túi tiền của mọi người, giá nào cũng có, bình thường có nào cũng có vậy ha. Chiếc này đang giảm giá đó, cho nên là giảm giá tới 10 ngàn luôn. Còn... chào quý vị anh em thân mến, hôm nay khách nó ký gửi những cái chiếc cano ký gửi, mình sẽ quay đi cho quý vị chú ý xem tham khảo là chiếc cano thể thao nha quý vị ha. Chiếc xin lỗi quý vị, chiếc này rất là đẹp luôn. Chiếc này mẫu cũng tương đối mới nha quý vị ha. Chiếc này đời năm 2018 làm quý vị ha, đời năm 2018 chiếc này đã qua sử dụng rồi quý vị ha. Chiếc này đang giảm giá rất nhiều luôn, đang giảm giá rất nhiều, cho nên là mình chủ yếu quay cho quý vị chú ý xem tham khảo thôi. Ha, chiếc này đang khách nó đang nó chơi được mới được có khoảng 2 năm, hơn 2 năm mà vậy ha, giờ nó bán lại. Chiếc này đời năm 2018 như vậy ha. Chiếc này cano thể thao, chiếc này có tầm hạ là khoảng 1m1 như vậy nha. 1m1 chiếc này mới lắm. Chiếc này đã qua sử dụng, chiếc này xài động cơ máy trong nha quý ha. Chiếc cano thể thao này xài động cơ máy trong. Và chiếc này có chiều dài là khoảng 5m như vậy ha. Chiều dài khoảng 5m. Và xài động cơ Mercury như vậy ha. Động cơ Mercury ha, 150 mã lực như vậy ha. 150 mã lực. Máy chồng luôn như vậy ha. Máy chồng. Và xài đuôi Z như vậy ha, xài đuôi Z đây, đuôi Z. Đây, xài đuôi Z. Nói chung là máy xe còn chiếc cano còn rất mới. Bề ngang là khoảng 2 mét như vậy ha, hơn 2 mét chút xíu. Rất là đẹp luôn, nó bên trong của nó chiếc này chiếc dàn thể thao như vậy ha. Dàn thể thao rất là đẹp luôn. Bên trong rất là đẹp, màu đỏ rất là đẹp luôn. Bên trong ghế ngồi ha, rất là đẹp. Chiếc này nó mới đi được còn có 175 giờ thôi nhé quý vị, 175 giờ rất là đẹp luôn, còn mới lắm. Đây năm 2018 như vậy ha, đây năm 2018 rất là đẹp luôn. Và phía trước mình cũng có thể ngồi được nhiều nha, ở phía trước mình cũng có thể ngồi được hai người, hai đến ba người nữa. Hai đến ba, đây phía trước ha, phía trước mình có thể ngồi được hai đến ba người ha. Đó, và chiếc này mình đi ngồi có thể được 8 người đi ha. Chiếc thể thao rất đẹp như vậy ha, thể đẹp. Và chiếc này mình sẽ nhắc là có chiều dài khoảng 5m như vậy ha, khoảng 5m và bề ngang 2m. Và chiếc này có giá trị là 60.000 đô la Úc, nhưng mà đang giảm giá 10.000 luôn, còn có 50.000 đô la Úc thôi ha, còn có 50.000 đô la Úc. Chiếc này đang giảm giá đến cuối tháng này thôi như vậy ha. Chiếc rất đẹp luôn mà xài chưa được 200 giờ như vậy ha. Xài động cơ Mercury ha. Xài động cơ Mercury 150 mã lực. Ha, động cơ Mercury 150 mã lực. Máy chồng như vậy ha, máy chồng. Đó. Máy chồng 4 thề như vậy ha. Rất là đẹp luôn. Còn mới vậy đó. Còn mới tới khoảng 90% mặt như vậy ha. Nước sơn còn rất là đẹp luôn. Thì theo cái sở thích của mọi người này, mình chủ yếu mình quay cho quý vị chú ý xem tham khảo xài đuôi Z ha, Mercury như vậy ha, rất là đẹp mà, đuôi Z ha. Đời năm 2018 như vậy ha, đời năm 2018 rất là đẹp, màu đỏ tươi. Anh chị em nào thích màu đỏ đây là những cái dòng cho quý vị chú ý xem tham khảo ha. Anh chị thích thì cứ nhắn tin cho mình ha, và mua bán kèm tay ha, gmail.com ha, Zalo và Viber ha. Zalo và Viber mình có ghi trong phần mô tả ha. À, rất là đẹp luôn. Đó, chiếc này đi tốc độ lắm nha quý vị ha. Đó, tùy theo cái sở thích, tùy theo cái túi tiền của mọi người, giá nào cũng có, bình thường có nào cũng có ha. Chiếc này đang giảm giá đó, cho nên là giảm giá tới 10.000 luôn, còn có 50.000, 60.000, còn có 50.000 quý vị ha.
rất là đẹp luôn. Nói chung là chưa tới 1 tỷ nhiều ha, 50 ngàn, nói chung là khoảng là 900 triệu thôi ha, khoảng 900 triệu. Chiếc này mà nếu mà nhập khẩu về thì năm khoảng mất 200 triệu, hơn 200 triệu, 250 triệu lận nguyên ha. Khoảng mất 250 triệu chiếc này nhập khẩu về. Rất là đẹp luôn ha. Này, mình chồng của nó nè. Mình chuyển mình quay cho quý vị chú ý xem mà tham khảo giá thôi. Quý vị thích cứ nhắn tin cho mình ha. Qua mua bán game miền Tây gmail.com hoặc là Zalo Viber ha. Rất là đẹp lắm. Để mình chồng ha. Anh chị em có điều kiện thì chơi những cái dòng này ha. Chơi những cái dòng này thì nói chung mình thấy nó rất là đẹp ha, bên trên của nó là nhận thể thao ha, nhận thể thao rất là đẹp. Đó. À, cano nó về nhiều quá cho nên là mình không có thời gian mình đi quay như vậy, nó về nhiều cho nên mình không có thời gian, xin lỗi quý vị ha, khi nào mình có thời gian rảnh thì mình mới đi quay được. Đó, rất là đẹp luôn, rất đẹp như vậy ha. Đó. Rồi mình sẽ đi một vòng nữa, sau đó mình xin kết thúc video tại đây nha quý vị. Cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian qua đã xem video của mình ha. Quý vị nhớ đăng ký ha, và bấm chuông và bấm cái like ha, và để cái video của mình cho tất cả anh chị em đều đam mê để được theo dõi ha. Rất đẹp lắm, chiếc này đẹp lắm nha quý vị ha. Mình còn mê, mình đi quay mình thấy những chiếc nào cũng đẹp lắm, rất là đẹp luôn nha quý vị ha. Và đây những cái dòng cano ha, rất đẹp luôn. Mình quay từ xa vị thấy chọn hết cái cano như vậy ha, chiếc này to lắm như vậy ha. Nó, đi nếu mình quay bên này thì nó hơi ngược sáng như vậy, rất là đẹp luôn. Đây là cái cầu thang để lên ha, bên trong của nó ha, đi một vòng nữa và sau đó mình xin kết thúc như vậy ha. Rất là chiếc này sản xuất tại nước Úc như vậy. Quay hết cái chiếc này cho là chuẩn bị cho em xem. Ok. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây ha. Chúc các bạn và gia đình vui vẻ và nhiều hạnh phúc ha. Và xin hẹn video kế tiếp mình sẽ quay cho quý vị chú xem những cái dòng khác nha quý vị ha. Chúc các bạn và gia đình vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Cuối tuần vui vẻ ha.